Tôi với trưởng Giang thì tao chỉ có Giang Lạc thôi. Giang Lạc gia đình tao có bát cơm muối vừng mà ăn. Đi phụ hồ tao có tiền, hiểu chưa? Đi giang hồ là xuất y bế ngay, hiểu chưa? Hiểu chưa? Nên là gửi đôi lời mấy con gấu giả vờ cất con mẹ cái mặt vào cho xã hội này nó bình yên. Hiểu chưa? Rác rưởi xã hội này chúng mày rác rưởi. Đúng không anh em? Sống an nhiên, sống cuộc đời lương thiện cũng sướng thôi. Giang hồ với trưởng Giang Lạc. Hiểu chưa? Đúng không anh em? Anh về từ chạy 6, 25 à? Đúng rồi em ơi, anh về năm 2016. Cuối năm 2015, đầu 2016 anh về hết án. Chào Lê Vũ 1992 nhá. Hello em. Chúc em buổi chiều về. Anh cảm ơn Mây Lang Thang nhá. Anh khỏe em ơi. Anh cho anh hỏi thăm sức khỏe gia đình em và gia đình nhá. Mây Lang Thang nhá. Anh chào Minh Đức. Chúc em buổi chiều về. Nhớ không, nhớ em không anh yêu. Mây Lang Thang tí em comment, tí em nhắn tin với anh nhé. Bây giờ trên này anh không nhớ kịp. Anh ở Linh Khánh có ở cùng với anh Trọng Tiếp không? Anh Trọng Tiếp thì mình ở với anh ở xã hội, chưa mình không ở trong tù với anh Trọng Tiếp. Anh Trọng Tiếp thì lúc ở với Tây Liên ở trại giam cứu thôi, ở Đại An thôi. Chứ trại cải tạo thì mình chưa ở với anh Trọng bao giờ. Chú chào mua bán xe máy cũ mới Hà Nội nhé. Chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Cuộc sống nó khỏe không anh? Anh cảm ơn Minh Đức nha, anh khỏe em ơi. Ok Mây Lang Thang nhé, ok em. Chú chào Vinh Quang nhá, Vinh Quang Nguyễn nhá. Anh kể với chú Long Tròn đi, anh Long Tròn thì ok rồi. Chứ anh Long Tròn ở trại ba sao với Tế Điên, ở cùng buồng luôn. Con người của anh Long Tròn chết rồi, chết như nó cất luôn anh em ơi. Long Tròn thì chết như lực cất rồi. Anh em hiểu chưa? Chết như lực cất luôn. Anh chào Forever nhá. Anh biết là anh Trung Lý Cẩm Phả Quảng Ninh không? Anh không biết em ơi. Người thì chào ok chú. Chú chào chú chào ABC nhá. Chú chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Anh kể về anh Tuấn Con. Hiện tại anh Tuấn Con đang Minh Huyền. Anh Tuấn Con đang Minh Huyền này. Anh Tuấn Con á. Anh Tuấn Con thì Tế Điên đã từng live stream kể anh là ông vua nhà tù. Hiện bây giờ anh Tuấn Con là chạy 6 nhá. Hiện giờ anh Tuấn Con là chạy 6 nhá. Đấy mới là con gấu thật sự, bản lĩnh. Bản lĩnh, hiểu chưa? Phô, và lên trại phát là phô trương thanh thế luôn. Quy tụ những người anh em, hiểu chưa? Một bàn tay che bầu trời chạy giam Lam Hà đấy. Vì sao anh ấy làm khét quá, hiểu chưa? Chất luôn nên là bị bộ đẩy vào phát vào chạy 6. Và bây giờ hiện bây giờ nhá, anh Tuấn Con hiện giờ đang chạy 6 Thanh Chương Nghệ An, đang chấp hành ở đó. Nhưng anh Tuấn Con này anh trong khu giam riêng, anh không được ra ngoài cải tạo nhá, vì ban giám thị sợ anh ra ngoài rồi lại lũng loạn trại. Rồi là cho anh vào cho nó để anh có ngày trở về anh em nhá. Chú chào Dương Kem nhá. Ê thằng cu cháu tao cu với cháu với thằng bố mày ở Tâm Anh, Tâm Alpha à. Chào Lãng Tử nhá. Thank you Lãng Tử đa tình nhá. Chạy 6 chú Hạnh liền mới đẳng cấp. Anh ơi, anh không biết như là lúc anh ở đấy ấy, chạy 6 ấy là chỉ có anh Toàn Tương, anh Dũ Đuôi nhá, anh Cường Vệ. Cảm ơn Lãng Tử đa tình. Nhìn chưa? Chứ còn thì chưa nghe thấy tên của người anh em vừa nhắc. Giờ chạy 6 thì nó theo 5 tháng giai đoạn. Trại nào cũng thế anh em nhé. Người ta tù 5 tù tháng người ta không cuộc đời. Không phải là suốt ngày cuộc đời người ta ở trong đó đâu là thấy được đó. Mỗi một thời tư lệnh, mỗi một thời đội trưởng, mỗi một thời thi đua trật tự, nó chỉ có 5 có tháng. Chưa có một người nào mà
đâm ra là mỗi người lên người ta có một cái đế chế riêng, hiểu chưa? Chào Phạm Thủy nhá, hello em. Triệu Tiểu Long ơi, bố mày chết đấy chứ còn này người ta bố người ta chết làm sao được, người ta mất làm sao được? Chỉ có bố mày mất thôi Triệu Tiểu Long ạ, chứ còn người ta làm sao mất được? Thank you Lãng Tử Đa Tình, mày bảo là anh Tuấn mất rồi, mất cái thằng bố mày à? Triệu Tiểu Long, mày cái ác khẩu ác nghiệp, có thằng bố mày ở nhà mất đi chứ còn thì người ta làm sao mất được? Ok em Đức Nguyễn nhá, chạy 6 có linh quạt. Ôi giời, anh linh quạt á? Anh linh quạt để ăn thua gì? Anh linh quạt đang ở cái thời của Tế Điên nhá. Anh linh quạt chưa có lớp về sau này thì không biết nhá. Nhưng mà anh linh quạt đấy, nói về anh linh quạt là anh mua bán chị Thúy nhá, xử chung thân. Anh là tử hình tha tội nhá, tha tội chết nhá. Vụ của anh ấy còn bị cắt tay, đập cho lém nước sông nhá. Anh linh quạt đấy, anh linh quạt anh bị dân mafia của buôn bán chị Thúy này lôi ấy nhá, xẻo qua tai ấy nhá, cho bao bố ấy nhá. Chưa ở chạy 6 à? Đúng rồi Thông Hoàng, anh ở chạy 6 em ạ. Anh ở chạy 6 năm 2013 đến 2015. Cuối 15 đầu 16 em về. Bổ bán nước à? Bán nước là nghề của mình nhá. Bán thì đéo là không bán thì gì? Thế thì đói à? Thế à? Về viện thôi anh ơi. Ok anh chuẩn bị rồi, Vũ Hữu Thọ, anh chuẩn bị về viện rồi. Tổng cộng bao nhiêu năm? 25, 3 tháng bạn ơi. Bạn này thần tượng cái gì? Cương trợ thẳng thắn. Mình cảm ơn bạn là thần tướng học nhé. Mình chúc bạn thần tướng học và gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều là vui trong cuộc sống. Anh Tế gặp anh Bình Kiểm chưa? Mình không biết anh Bình Kiểm nhé. Chào Quên Quan. Thank you Quên Quan nhé. Hello Trần Hà Lam nhá. Anh Tế sinh năm bao nhiêu vậy á? Thông Hoàng, anh sinh năm 76, Bính Thìn. Anh kể thêm về chú Long Tròn. Chưa chạy đi anh, ok em nhé. Anh sẽ làm sau này sẽ lên clip của anh Long Tròn, một hai clip của anh Long Tròn. Chú Tế có kinh doanh gì không? Chú không cháu ơi. Chú chỉ bán nước chè thôi. Bán nước chè thôi. 2k cốc chè lóng, 3k cốc chè đá. Chú thì không có buôn bán hàng gì hết. Họ lái hô leo mệt. Bố chào Tân Apta Apta nhé. 2569 6 con cẩu nhé. Hello Bánh Đa Củ Hải Phòng. Anh chúc em và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bánh Đa Củ Hải Phòng ơi, chúc em buổi chiều vui vẻ. Hello người anh em. 26 ở chạy 6. Anh Hợp Cần
là vào đấy chưa anh? Anh chưa em ạ. Ok, bánh đeo cua Hải Phòng nhé. Ok, em cho anh gửi lời thăm hỏi, thăm sức khỏe anh em Hải Phòng. Gia Quý, chào chú em. Gia Quý, Giao Quý, nếu mà để nói từ thấy chưa? A Quý mình nhớ là A Báo, A Tủa. Những người anh lớn rất Hà Nội, ngày xưa làm Hòa Lò lớp 92, nghe là A Tủa, A Báo thì tôi các con vợ đái mẹ ra quần thì thấy chưa? Ngày xưa mình làm 92, mình làm Hòa Lò, làm ở buồng 18 của anh Tuất Tù Thì, làm buồng 18, thấy chưa? À, nghe A Bù, A Tủa, A Báo khét lết. Dễ chặn dễ lẻ, khét mù luôn. Thấy chưa, phải chưa? Anh cảm ơn Thục Xuân nhá, cảm ơn em. Anh Tế giờ đi tù, được làm bộ trưởng không anh? Ôi giời, anh em ơi, anh bây giờ được làm bộ trưởng đâu. Anh Tế giờ đi tù, chỉ bánh nhà mét hay làm cái gì em phải chứ. Lên chuyện đạt chè đi anh. À ok em nhá, anh về quả này đưa bố về, ở viện về anh sẽ kể chuyện em đạt kể đạt chè. Anh đã định kể chuyện anh em đạt chè rồi, một người em sinh tử rồi. À, nhưng là à, vì à, bố lên viện nên đâm ra anh thì không kể được. Thông cảm cho anh nhá. Ông chú mới làm lại hàm tiền đạo à, đúng rồi cháu ơi. Chú Tế yêu quý, chú chào Bảo Trâm nhá. Chú chào Bảo Trân nhá. Chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất cuộc sống. Anh cảm ơn Thục Xuân, anh cảm ơn em. Anh em thả tim lên, thả tim rực rỡ lên, mình chia sẻ về anh em chia sẻ một hai câu chuyện của những cái loại giang hồ, những ông tướng trong trại. Chú chào Sơn Quý Hợp nhá. Chào Tít Thịt. Hello cháu. Dạo này cảm ơn 1995 nhá, thank you mọi người. Mau nhanh khỏe để cảm ơn Việt Dũng Nguyễn nhé. Em hay nghe anh Mãi Cóc kể chuyện về chú Long Tròn. Ok Hoàng Hải. Anh kể về Đức Của Lễ 83 đi. Ui giời, Đức Của Lễ thì thôi rồi. Đức Của Lễ đấy với bạn Đức Của Lễ tay pha tay đâm tay chém thiện chiến luôn. Lên Hà Nội phá giá có loại giang hồ luôn nhá. Vào Sài Gòn đâm 6 chém 8 sau phải trả giá cho à, phải trả giá ở trại tâm thần đấy. Vào trại tâm thần bị giữ trại tâm thần bị một người không tên tuổi luôn lấy số nhá, tiến số 3 tới đất. Chứ ngoài Đức Của Lễ, ngày xưa Đức Của Lễ dẫm thần đến Hà Nội nhá, sát thủ luôn, máu lạnh luôn. À, đấy với gọi tay pha thiện chiến, Đức Của Lễ thì bản lĩnh thiệt sự luôn. Chuyên phá giá có loại bộ đội, bộ trào. Anh Hưng Hải về chứ anh? Chưa em ơi, 1995. Anh chào Hoàng Thắng nhá. Chưa thấy anh kể về chú Thu Tính. Ui anh Thu Tính nhá. Anh Thu